không ạ? Thằng không mới cắt tóc mà. Cái miếng mắt rồi. Giờ đưa nó vô bệnh viện đi chứ giờ tét miếng mắt rồi. Tết mí mắt em đi rồi. Gãi xúc cái cây luôn nè, xúc lò xo luôn. Mắt nó bị bập rồi. Mắt bị bập luôn. Mắt này bị bập đỏ, thằng kia là lỗ vô một lỗ, tét vô lỗ vô. Xe này là hai này hả? Bên này nè, bên này nè, bên này nè. Đó là hai này hả? Đúng rồi, đúng rồi. Thằng kia đi luôn. Bên này có một thằng phải không? Đúng rồi, thằng. Thằng con gì nè? Bé. Đổi giùm nó. Mà đây nè. Sức mới giơ tay. Vô. Nó để gì ngáo đi. Trời ơi xong luôn. Xe mình tốn tiền nghỉ. Gãi cái kia văng lúc đẳng luôn. Mình có cái đèn hay cái gì gắn vô để chạy nhanh quá. Vậy giờ có coi số công an xã không, điện qua cho nó làm việc. Lấy đèn đi, lấy đèn. Không, anh công an xã không? Số điện thoại cho công an xã, còn anh đánh đèn ra đi, anh gọi cho để người ta chạy lẹ quá, người ta lủi á. Xe này nhập chưa?